Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình ha. Hôm nay có một con xe rất hot mới về trung tâm nên mình sẽ quay cho mọi người cùng xem ha. Đây là một chiếc siêu bán tải của Ford, gọi là Ford Raptor ha. Một chiếc xe bán tải rất là đình đám trong thời gian vừa qua. Thì xe này là phiên bản đời 2019. Màu này là màu xám ha, một màu rất là hot. Màu này khách hàng rất là chuộng, màu rất lạ ha, màu xám tro nha. Nhìn ở ngoài nhìn rất là đẹp. Thì xe này sử dụng động cơ là động cơ 2.0 có turbo. Cái này là bi turbo nha, bi turbo là hai cái turbo. Thì nhìn phía trước, quay phía trước cho mọi người cùng xem nha. Nhìn phía đầu xe nhìn rất là hoành tráng ha. Cái Ford Raptor này thì không có cái logo Ford nằm ở trung tâm mặt ga lăng, mà thay vào đó là một cái ga lăng thiết kế rất là nổi bật, màu xám đen, cái chữ Ford rất to ha, nhìn rất là ngầu ha. Phía dưới thì để bảo vệ cho cái động cơ là một cái hợp kim nhôm. Mỗi lúc mà chạy off-road hay này kia đá văng vào thì cái lớp này sẽ bảo vệ cho cái động cơ an toàn nhất. Và đặc biệt cái xe này là cái xe không có niên hạn sử dụng ha. Thay vì xe bán tải thì niên hạn sử dụng là 25 năm thì Ford Raptor này là không có niên hạn sử dụng. Cái lốp của nó là lốp lốp rất là dày ha, gai rất là dày và rất to. Thì mâm là 17 inch ha. Cái hệ thống giảm sốc của nó khác với những cái dòng xe bán tải khác, đều là trang bị bằng phuộc mà của hãng Ford ha. Một cái hệ thống treo rất là nổi tiếng. Đây, em quay ở dưới cho quý anh chị cùng xem. Đây ha, đây là cái mâm. Đây mâm 17 nhìn đẹp quá ha. Mâm thiết kế rất là thể thao ha. Rồi, kế tiếp là nữa là cái mang. Cái mang cá nhìn rất là đẹp. Ford Raptor rất đình đám ha. Xe này cũng đã lên lên tem rồi. Lên tem nhìn rất là đẹp. Rồi cộng với nó là cái thanh. Thanh này thanh thể thao mơ ha. Thanh này rất là giá trị. Rồi. Cái bề bước chân lên xuống của nó nhìn rất là đẹp. Cái này làm bằng hợp kim cang nha, rất là cứng cáp, rất là thể thao ha. Đây, cái phía giảm sóc phía sau của nó là bằng phuộc nha quý chị. Đặc biệt là cái chassis của nó là thép chịu lực, so với những cái dòng xe khác nó sẽ độ cứng của nó cứng hơn, nó chịu lực hơn 3-40%. Phía sau cũng trang bị mấy cái cảm biến va chạm ha. Rồi, đặc biệt là cái nắp thùng phía sau thì chỉ nó khác với những dòng xe khác là chỉ cần một tay là đỡ được rồi ha. Cái này có hệ thống thị lực, nó rất là nhẹ nhàng nha, đưa lên đưa xuống rất là nhẹ nhàng. Đây là có một dàn thủy lực, nó sẽ đỡ, nó trợ lực cho mình ha. Rồi, cái nắp thùng này là nắp thùng cuộn Cariboy nha, cộng với cái thanh thể thao mơ. Và để làm cho nó nổi bật thêm thì có cái đèn led phía sau ha, rất là đẹp. Rồi, em sẽ đi cái nội thất phía bên trong xe cho quý anh chị cùng xem. Thì xe cũng được trang bị cái dán phim cách nhiệt 3M bảo hành 10 năm ha, phim của Mỹ. Và cái bộ vè che mưa 4 cánh cửa ha. Phía trong thì cũng trang bị cái lót sàn cao cấp 5D. Ghế thì ghế da.
ghế da, cái ghế này nhìn rất là cơ bắp, rất là lực lượng, ngồi thì rất là bó sát, giữ cho mình thăng bằng trên xe rất là nhiều, không bị lắc qua lắc lại ha. Xe này thì có trang bị cái cách âm chủ động nha, chống ồn chủ động ha. Ngồi trên xe bán tải Raptor này giống như ngồi trên một chiếc xe sang vậy, nó cách âm rất là tốt. Đây, để làm nổi bật cho con xe thì cái trên này là da cộng với những cái đường chỉ màu rất là đẹp ha. Đây, quay ghế cho quý anh chị cùng xem ha. Ghế nhìn rất là đẹp, nhìn rất là thể thao ha. Thì ghế bên phụ thì chỉ điều khiển bằng cơ thôi ha, nó chưa điều khiển bằng điện đâu. Điều khiển bằng điện thì chỉ có ghế bên tài thôi. Rồi, nhìn rất là đẹp quý anh chị ha. Rồi em sẽ quay cái nội thất phía bên trong xe ha. Như quý anh chị có thể thấy ha, cái vẻ chắn bùn nhìn rất là đẹp. Xe này thì nguyên bản nó là vậy, nó không phải đồ hay là gì hết nhá. Phiên bản của xe này về nhập về ở Việt Nam, xe sẽ nhập Thái Lan về vậy ha. Cái body nó là vậy, không có đồ chế gì hết ha. Rồi, đây cái ghế bên tài hoàn toàn điều chỉnh bằng điện nha quý anh chị. Trong đây ha, mình có thể thấy nó chạy lên ha, điều chỉnh bằng điện. Và em sẽ đi vào trong bên nội thất cho quý anh chị cùng xem. Là cái con xe này nhìn phía trong rất là sang trọng ha. Trên cái vô lăng, trên tên là vô lăng này có một điểm nhấn của rất là đẹp, cái này da nha, cái đỏ ha, cái đường chỉ màu đỏ. Rồi, phía bên tay phải cũng trang bị mấy cái nút điều khiển giọng nói, volume, rồi là nghe gọi ha, và nút điều hướng. Phía bên tay trái thì có cái đặt reset cái cruise control và giới hạn tốc độ. Phía trên màn hình, phía trên màn hình xe này chạy được 13.924. Trên màn hình thì nhìn nó rất là đẹp ha. Đây, nó đang báo cái cửa bên tài đang mở ha. Rồi, ok. Có một điều đặc biệt nữa, xe Raptor này nhìn phong cách rất là thể thao, nên người ta có chế, nó có gắn cái lẫy chuyển số nằm trên vô lăng. Phía bên tay phải là lên số ha, phía bên tay trái nút trừ này thì về số ha, hạ số ha. Rồi ok, em sẽ giới thiệu tiếp ha. Cái màn hình bên này thì là màn hình cảm ứng ha, có chỉ đường này, rồi cài đặt ha, mấy cái đồng hồ rồi bluetooth thì hoàn toàn bằng cảm ứng, bấm rất là nhạy, giải trí ha. Rồi ok, xe này thì có mắt AC làm lạnh nhanh này, rồi điều khiển hai vùng lạnh độc lập, hai vùng lạnh hoàn toàn không phụ thuộc vào nhau. Mỗi bên thì cái nhiệt độ điều chỉnh là khác nhau, nó không tương đồng với nhau ha. Rồi ok, đây là những chế độ lái của xe này. Xe Raptor thì có hỗ trợ đồ đèo, rồi gài cầu V-Sai, đường trơn trượt. Và đặc biệt là nó xe Raptor thì hai cầu ha, nó chỉ có một phiên bản Raptor chỉ có một phiên bản là hai cầu. Hiện tại giờ đang gài một cầu 2H là hai là nhanh á, hai cầu nhanh, và 4H là bốn cầu nhanh, hai cầu nhanh ha. Rồi, từ một cầu nhanh tới hai cầu nhanh thì chuyển bình thường, nhưng mà từ hai cầu nhanh tới hai cầu chậm thì mình phải đạt ở tốc độ là bằng 0 mới chuyển qua, còn không nó sẽ hư cơ cấu ha. Lâu là chậm đó. Đã thường thì mình chỉ dùng một cầu thôi, không có dùng hai cầu đâu ha. Đây, cái tay số nhìn cũng đẹp nữa ha, da cũng tạo nên những cái đường chỉ ha. Đây là cái phanh tay.
Ngồi trên chiếc xe Ford Raptor rất là cao ráo, rất là rộng rãi và nhìn rất là ngầu. Thì xe Ford Raptor là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải ha, đối với dòng xe Ford và đối với những đối thủ khác ha. Ford Raptor là một ông vua rồi, ông vua bán tải rồi, chuyên off-road rồi, chuyên chạy địa hình. Mọi người có quan tâm tới dòng xe Ford Raptor đã qua sử dụng chạy lướt 13.000 đời 2019, hiện tại giờ giá bán là 1 tỷ 118 triệu, thì vui lòng liên hệ với em ha để cùng đàm phán cái giá thương lượng và hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị em. Và đặc biệt dòng xe bán tải này là dòng xe không có niên hạn sử dụng nha anh chị. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của em để đón xem nhiều cái video hay ha. Xin cảm ơn mọi người.